Vinicius cân bằng kỷ lục của Ronaldo và De Bruyne. Tiền đạo Vinicius Junior ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid trong trận bán kết Champions League với Bayern Munich để cân bằng kỷ lục hiếm có của giải đấu. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi bàn mở tỷ số trận bán kết lượt đi ở phút thứ 24 trên sân Allianz Arena. Đó là một bàn thắng rất đẹp mắt. Khi tiền vệ Toni Kroos thực hiện đường kiến tạo đẳng cấp để Vinicius tung ra bằng chân phải đánh bại Manuel Neuer. Cũng chính Vinicius là người đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 84 để giúp Real Madrid có được trận hòa 2-2 trước Bayern Munich và rời nước Đức với lợi thế khá lớn. Trước đó, chủ nhà Bayern đã có được hai bàn thắng ngay đầu hiệp 2 do công của Leroy Sane và Harry Kane nhưng không thể bảo toàn được thành quả ngược dòng của mình. Vinicius tỏa sáng với cú đúp vào lưới Bayern Munich. Vinicius trước đó đã ghi bàn trong trận bán kết Champions League với Man City ở cả hai mùa giải 2021-22 và 2022-23. Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp anh ghi bàn trong 4 trận gần nhất của giải đấu. Chỉ có Ronaldo 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, De Bruyne 2020-21, 2021-22, 2022-23 và Gary Lippmann 1994-95, 1995-96, 1996-97 trước đó đã đạt được thành tích này tại giải đấu hàng đầu châu Âu. Nếu tính từ mùa giải 2021-22 tới nay, Vinicius cũng đang là chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất tại Champions League khi cú đúp bàn thắng đêm qua giúp anh cán mốc 31 pha lập công. Đứng sau chân sút người Brazil lần lượt là Kylian Mbappe, 28 bàn, Robert Lewandowski, 25, Erling Haaland, 23 và Karim Benzema, 22. Với Real Madrid, việc cầm hòa Bayern Munich giúp Los Blancos duy trì thành tích bất bại tại Champions League mùa giải này với 7 chiến thắng và 4 trận hòa. Chỉ một lần trước đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có chuỗi trận bất bại dài như thế trong một mùa giải, với 11 trận bất bại ở mùa giải 2016-17. Mùa bóng mà họ là nhà vô địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.